Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Ev Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Đừng để buổi sáng trôi qua mà thiếu một ly ice coffee thơm ngon. Bất cứ cỡ nào cũng chỉ 99 xu tại McDonald's. Phải ghé trước 11 giờ sáng tại tiệm McDonald's có tham gia. Nguyễn trường Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả này xem chương trình Cà phê sáng của Lý Đồ Sài Gòn TV. Xin chào anh Trường. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý khán giả của Lý Đồ Sài Gòn TV. Chúng tôi có ở trên Facebook, có ở trên YouTube. Quý vị có thể coi livestream giờ phút này cũng có thể coi lại sau đó. Chúng tôi có ở trên TV ở miền Nam California là 56.10, miền Bắc California là 16.11. Và trên mạng xã hội, trang nhà của chúng tôi là Sài Gòn tv com rất hân vui được gặp lại quý vị trong ngày thứ năm hôm nay 26 tháng Giêng 2023 cũng là mùng năm Tết. Còn mùng là con Tết, hôm nay vẫn vẫn Tết chứ thương. Mình muốn <laughs> mình muốn Tết bao nhiêu lâu cũng được hết trơn. Nhưng mà mùng năm à, theo lịch sử là mùng năm là ngày vua Quang Trung đại phá quân Thanh. Đó cái à, vẫn nhớ hồi nhỏ học lịch sử là như vậy. Mà nhớ đến vua Quang Trung thì người ta hay kể cái tích mà à, vừa có nghĩa là không không thể là cái cuộc mà cuộc hành quân thần tốc để chiến thắng quân Thanh mà vừa đi sau này có các có cái cuộc thi mà vừa đi vừa nấu cơm á ừ. hành quân tấn là hai người gánh rồi một người đi theo uh, nấu cơm đi để mà suốt như vậy để đập tan quân Thanh không ngờ được đó thì uh, ngày hôm nay là ngày chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa quan trung đại phá quân Thanh nhưng mà ngày hôm nay mà vừa đi mà vừa nấu cơm mà vừa cánh gánh như vậy đó thì không được là tại vì ở ngoài gió quá gió thổi bay nồi đó gió thổi bay nồi cơm hôm nay à, thưa quý vị từ chiều tối ngày hôm qua thì quý vị cũng đã thấy là gió lớn ở vùng santa Ana. À, đặc biệt là cái cơn gió này nó không mang lại cái lạnh ha nó cơn gió này nó cũng không đến nỗi mà lạnh lắm tại vì từ sa mạc thổi ra đó ừ. cho nên nó cũng nó cũng nó cũng nó cũng lạnh mà không lạnh bằng những ngày trước đó. Tôi cũng thấy lạnh muốn chết. Đâu, <laughs> hôm nay nó hơi ấm ấm. Dạ, <laughs> yeah, hôm nay gió, quý vị, Ngọc Lan chưa có có kịp check là uh, nó sẽ gió kéo dài đến mấy giờ? Nhưng mà ngay thời điểm này nếu quý vị nào mà bước ra ngoài á thì nên cẩn thận và ai mà cây cối trồng ở ngoài sân mà chưa có kịp hạ nó xuống thấp có thể bay đó tại gió hôm nay gió rất là lớn. À uh, trong Cơ quan thời tiết cho biết rằng là gió ở trung bình đó là 35 tới 40 dặm một giờ và có nhiều nơi lên tới 70 dặm một giờ như là cái hình ở đây mình thấy đó. đây là một cái cây lớn đổ ngang xuống rồi. Đó, tại vì gió trong đêm tối ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì tôi thấy là chung quanh nhà của mình cũng nghe nhiều cái tiếng mà nó nó gọi là nó rơi đổ đó. Mà không biết là cái gì sáng ra chưa kịp coi coi là nó rơi đổ cái gì ở ngoài sân thưa quý vị bên tổng hội sinh viên vừa gửi ra một cái thông báo như chúng ta đã biết thì trong thời gian vừa qua ngày 30 Tết rồi đến ngày mùng 2 Tết thì đã diễn ra hai cái vụ mà thảm sát thì bên tổng hội sinh viên đã gửi ra một cái thư để chia buồn đến những nạn nhân cũng như là cộng đồng châu Á Thái Bình Dương đồng thời ở bên hội Tết sinh viên đó À, cũng cho biết rằng là hội Tết sinh viên diễn ra vào cuối tuần này, tức là từ ngày thứ sáu cho đến ngày Chủ nhật 27 cho đến ngày 29 ở Ociver, à, ở chỗ mà Costa Mesa đó, à, thì vẫn diễn ra bình thường. À, tuy nhiên, bên đó thông báo là tất cả nhân viên, tình nguyện viên và các quý khách tham dự hội Tết sinh viên sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra hành lý và máy dò kim loại trước khi vào khuôn viên của hội chợ Tết, à, xin quý vị lưu ý là không mang vũ khí dù là thật hay giả cũng đều không mang, à, không được phép sử dụng trong khuôn viên của hội Tết sinh viên. Rồi à, tổng hội sinh viên cũng đang làm việc với lại và ban trực tự, ban an ninh của OC Fair and Event Centers cùng các cơ quan thực thi pháp luật để bảo đảm an toàn cho tất cả quý khách đến tham dự hội Tết sinh viên. À, thì đó là cái thông báo của bên hội tết sinh viên à, thứ nhất là để trấn an tất cả những ai đang có một cái tâm lý e dè đến những nơi đông người à, đồng thời cũng cho biết rằng là khi vào trong cái khu vực hội tết sinh viên thì quý vị sẽ phải trải qua cái khâu và kiểm tra an ninh à, thì để quý vị khỏi phải cảm thấy là hơi bực bội giống như là tôi có phải lên máy bay đâu mà phải kiểm tra an ninh như vậy, cái đó là vì an toàn chung cho tất cả mọi người. Đó là việc nên làm và giúp và vào lúc này. À thưa quý vị, ngày hôm nay thì đúng là là ngày hôm qua thì cơ quan không phải là cơ quan, công ty Meta, công ty Meta là công ty mẹ của Facebook đó, ừ. đã có quyết định là phục hồi lại à, cái quyền sử dụng Facebook của cựu tổng thống Donald Trump. Ngày hôm qua thì họ cho biết là sau 2 năm kể từ ngày mà vụ bạo loạn xảy ra ở đồi Capitol đó thì ngăn ngừa những cái gọi là luận điệu hay là những cái giọng điệu à, có thể gọi là kích động những cái người mà vẫn ủng hộ mình vân vân. Thì sau cái ngày đó thì họ đã quyết định là ngưng cái hoạt động của cựu tổng thống Donald Trump trên nền tảng của Facebook. À, sau đó thì trong lúc mà họ ngưng như vậy đó thì họ có nói rằng là để trong vòng 2 năm nữa à, coi cái chuyện này nó như thế nào rồi họ quyết định lại. Bây giờ thì thời hạn 2 năm đã hết rồi. Cho nên trong ngày hôm qua thì công ty đã họp với nhau và họ đã quyết định là khôi phục lại cái à, nền tảng à, Facebook đối với lại cựu tổng thống Donald Trump cho phép ông sử dụng sở lại. À, trước đây đó thì khi mà không có Facebook thì tịch cựu tổng thống Donald Trump đã dùng cái nền tảng riêng của mình đó là Truth Social để mà bày tỏ cái cảm xúc hay là những cái suy nghĩ của mình ở trên mạng đó trên mạng Truth Social thì có khoảng 5 triệu người theo dõi ở trên đó thôi còn ở trên Facebook thì ông có nhiều hơn cho nên cái tin mà ông có thể trở lại Facebook đó trong ít nhất nha là một vài tuần tới khi mà họ 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 cho phép mở trở lại ít nhất có một hai tuần gì đó thì chúng ta sẽ thấy tổng cự tổng thống Donald Trump xuất hiện trở lại trên Facebook à, nói về Facebook đó thì khi mà ngưng lại cái hoạt động của ông ở trên nền tảng Facebook đó thì cũng có thiệt hại đó là tại vì có nhiều người ủng hộ tổ, cựu tổng thống Donald Trump đã gọi là uh, phản bác lại cái quyết định đó từ cách đây hai năm. Rồi có nhiều cái cơ sở thương mại người ta không đi quảng cáo ở trên Facebook nữa. Người ta nói rằng là tôi yêu tổng thống của tôi thì tôi không có đi quảng cáo trên này nữa. Thì cũng thiệt hại đó chứ phải không? À, rồi cũng có nhiều người người ta đồng ý với lại cái việc mà công ty Meta này à, ngưng Facebook lại của cựu tổng thống Donald Trump. Họ nói rằng là à, cho ông ấy lên đó thì ông ấy lại có nhiều cái lời nói lại kích động lên nữa làm lại có bạo loạn nữa hay sao hay là À, lại có những cái chuyện xảy ra nữa ở ngoài công chúng, cho nên cũng có nhiều người người ta nói là thôi ngưng lỗng luôn đi, đó đừng cho trở lại. Nhưng mà cái quyết định là vẫn là quyết định cuối cùng của công ty Meta. Đó là ừ. họ nói họ nói cách đây hai năm họ nói rồi là chúng tôi ngưng 2 năm, thì bây giờ là hai năm rồi thì họ phải chắc có cái cách gì đó uh, để mà uh, gọi là uh, thực hiện cái cái lời hứa của mình nhưng mà họ ra cái cái thông báo như vậy nhưng mà ông Donald Trump ông có quay trở lại không? À chưa biết. Ờ cái đó chưa biết. Di Ngọc Lan chỉ biết là trong cái thời gian mà lúc mà ông Donald Trump bị bên Facebook cấm cửa đó thì nhiều người cũng đã bày tỏ cái thái độ đứng về phía ông Donald Trump bằng cách là tôi không sử dụng Facebook nữa. Đó tuyên bố à, vĩnh biệt Facebook nhưng mà chỉ trong một thời gian Ngọc Lan nhớ không tuần à, không không chỉ đầy một tuần á thì trong số những người mà Ngọc Lan biết á có ít nhất 5 người trở lại tôi thì <laughs> trở lại chỉ trong vòng một tuần lễ tôi thì nhiều hơn tôi thấy có nhiều người cũng là lúc bây giờ đã cũng nói rằng là không chơi với Facebook nữa ừ. nhưng mà chừng tuần hai tuần sau tôi thấy là chết xuất hiện trên thì đó. đó quay trở lại rồi có người á, thì để à, à, không muốn người ta thấy là tên mình mình lỡ nói như vậy rồi thì đổi đổi nickname <cười> <cười> xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ Việt Nam bảy một và bảy một bốn Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm chín Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Đừng để buổi sáng trôi qua mà thiếu một ly ice coffee thơm ngon, bất cứ cỡ nào cũng chỉ 99 xu tại McDonald's. Phải ghé trước 11 giờ sáng tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà Phê Sáng của Lý Đô Sài Gòn TV ngay bây giờ ngọc ngồi đây mà nghe cái tiếng gió rít ở trên đầu nghe thấy dễ sợ dễ sợ quý vị ra đường cẩn thận quý vị chạy xe lái xe thiệt là cẩn thận nhất là chạy xe ở trên freeway trên xa lộ đó à, ngày hôm nay cũng trong ngày hôm nay quý vị nào mà có nhu cầu có ý muốn đi làm việc cho bưu điện ừ. thì quý vị hãy đến với các cái hội trợ à, tuyển nhân viên của bưu điện ở à, đây là cái lần họ nói là đây là cái lần mà tuyển mà nó nó nhiều nhất như vậy họ đang cần tuyển thêm 2.400 nhân viên mới và ngày hôm nay á gọi là giống như là mình gọi cái chữ hội trợ việc làm đó ừ. chỉ trong ngày hôm nay thôi nha à, thứ năm 26 tây tháng giêng à, từ 10 giờ sáng cho đến 1 giờ trưa thì quý vị có thể ở khu vực Elly hay là Orange County quý vị có đến à, 70 công đến 11 ở mỗi nơi có đến 11 chỗ để mà quý vị có thể đến để mà xin phỏng vấn. Ở LA đó thì có 11 chỗ, ở Orange County thì có 10 địa điểm. Thì theo như cái cái danh sách họ đưa ở đây thì Ngọc Lan thấy rất là gần ở Lido Sài Gòn của mình á là ở Huntington Beach là ở cái bưu điện ở chỗ đường Warner quý vị, 6771 Warner Avenue thì quý vị có thể đến đây để mà phỏng vấn ừ. trực tiếp tại nói là Ờ, hội trợ việc làm thành ra là quý vị không có cần phải nộp hồ sơ trước gì vân vân nhưng mà khi đến đó người ta có thể điền hoặc là quý vị vào ngay ở trong cái cái website của uh, Bưu điện á là usbs quý vị sẽ thấy cái tuyển việc làm và nó có cái code này nè nó có cái code này cái park code quý vị chỉ cần uh, lấy cái phone của mình để vô mình scan nó là mình mở ra cái website đó thì quý vị vào quý vị sẽ thấy trong đó họ để rất là đầy đủ họ tuyển cái gì những cái việc làm mà cần đòi hỏi là sao trong các cái lĩnh vực nào đó quý vị vào trong cái usbs.com ha là sẽ thấy liền cái họ tuyển người rồi trong đó họ sẽ ghi ra có những cái công việc gì mà họ đang cần tuyển và mình xem coi nó có phù hợp với mình hay không cái mức lương mà họ đang để ở đây đó theo Ngọc Lan thấy là mức lương bắt đầu khởi điểm á, là 19 đồng 33 cent cho đến 19 đồng 94 cent cho một giờ. Đó là khởi điểm. À, dĩ nhiên là tùy theo cái công việc thì người ta sẽ có cái mức lương à, tùy theo. Nhưng mà được một cái là những cái benefit của bên à, bên bưu điện á, thì rất là tốt. À, họ trả cho quý vị về cái tiền à, à, lễ rồi tiền... À, Nghỉ uh, tiền làm overtime, rồi những cái uh, về bảo hiểm y tế, rồi có cái uh, 401k, đủ thứ hết Thì uh, ngay hôm nay, ngày thứ năm 26 tháng Giêng, những quý vị nào mà có nhu cầu tìm việc làm Quý vị uh, đến uh, LA hoặc là Orange County, vào trong cái website usvs Quý vị sẽ tìm được cái địa chỉ nào, những cái nơi nào mà nó gần mình nhất Chứ bây giờ để đọc lên hết ở đây thì đọc đâu có hết thì nó nhiều quá. Ở vùng LA thì có 11 nơi, còn ở vùng mà Orange County thì có 10 địa điểm mà Ngọc Lan nhìn thấy ở đây gần nhất ở đây là đường Warner. Nhưng mà cái này là temporary tức là tạm thời hoặc là vĩnh viễn nếu mà mình được mướn ờ, vào. mình thấy ở đây á là họ họ để là um, chắc là họ muốn mướn... Họ không không có thấy nhưng mà Ngọc Lan nghĩ đây là các là mướn dài hạn đó. Ừ. Mướn dài hạn cho nên là offer rất là nhiều những cái cái benefit cho những nhân viên ở đây. À, nếu mà đi ừ. uh, làm ở bưu điện đó thì uh, tôi nhớ là hồi xưa họ có những cái cuộc uh, khi mà mình uh, nộp đơn vào trong bưu điện thì mình phải đi thi nữa. Đó, thì không biết là có cái này cái đi là uh, khi mà được nhận vào có phải đi thi hay không. Đó, ờ uh, nhưng mà thứ với quý vị ừ. uh, có một cái điều đó là bây giờ nói đến cái chuyện gọi là đang ầm ĩ ở trên Facebook trong những ngày vừa qua. Ừ. À, nhiều người ta thán nhiều người lên trên đó và nói rằng là tại sao cái bill tiền điện tháng này nó cao quá và bill tiền khí đốt tiền gas đó, sáng này nó cao quá hình như là lên tới gấp 3 lần nhiều người nói rằng là mấy tháng trước trả có một trăm mấy tiền 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 nấu ăn nó tiền gas á ừ. mà bây giờ nhận được cái hóa đơn tháng này là bắt đầu là ba trăm mấy gần bốn trăm có nhiều nhà xài nhiều hơn thì tiền nó nhiều hơn mà không phải chỉ có tiền gas hay là, là khí đốt á mà còn cả tiền điện nữa. Thì như là uh, chúng tôi đã có nói cái tin này từ hồi đầu năm rồi. Tại vì hồi đầu năm họ có nói rằng là bắt đầu từ tháng 1 của năm 2023 thì khí đốt nè và tiền điện sẽ tăng lên uh, gần như là gấp 3 rồi. Đó, cho nên không có gì ngạc nhiên nhưng mà có nhiều người không cũng không có nghe cái tin này nữa, uh, cũng không có đọc báo để biết được là tiền gas và tiền điện đã bắt đầu tăng lên cơ quan tiện ích của California cho biết rằng là vì cái nhu cầu rồi cái cung và cái cầu đó thì nó 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 làm cho cái 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 sự cần thiết về điện và gas nó nhiều hơn à, vấn đề chiến tranh ở Ukraine và khủng hoảng về khí đốt nó cũng có cái trong cái, cái 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 sự việc này nữa cho nên chúng ta cái gì mà cần thiết nhất đó nhất là chúng ta sợ nhất nè giá xăng nè xăng lên mà chúng ta cũng phải xài xăng thôi, cũng phải đi đổ xăng hàng ngày, đó, hàng tuần, thì cũng phải chấp nhận thôi. Và bây giờ tới cái hai cái mà chúng ta cần thiết mỗi ở trong mỗi gia đình ở mỗi nhà đó là điện và gas thì bây giờ cũng phải chấp nhận tăng lên như vậy. Cơ quan tiện ích của California cho biết là ở miền Nam California nha, từ miền Trung tới miền Nam California có khoảng 22 triệu người bị ảnh hưởng bởi cái giá khí đốt tăng lên. Cho nên hôm đầu năm mà bây giờ mà mình nấu bánh trưng, bánh tét đó, bây giờ mới thấy cái tiền điện và tiền gas nó lên kinh khủng. Ờ, theo như người ta nói đó thì tháng giêng, tháng 1 á, năm nào nó tới cái tiền uh, tiền gas nó, ừ. tiền gas nó vẫn cao hơn là những tháng khác. Thì uh, vừa rồi khi mà nhận cái uh, cái bill của tiền gas của tháng uh, tháng 1 á bây giờ chưa có tháng 2 đâu tháng 1 ừ. á tại thường họ gửi sau khoảng 7 tấm tay là họ mình thấy email mình nhận được thì lúc đó nhìn thấy cái giá là một trăm năm mươi mấy đồng thì mình mới giật mình coi lại ồ oh, no, một trăm bảy mươi mấy đồng coi lại ủa mấy tháng trước mới có mấy chục đồng mà à. cái này vọt lên thấy wow kỳ vậy sau đó mới nhớ ra là có cái email của bên đó họ gửi họ giải thích cái tình trạng cái lý do như thế nào cái mình mới đi ngược lại coi cái bill của năm ngoái coi có phải là tháng giêng năm ngoái nó cao hơn không thì đúng là cao nhưng mà không cao bằng năm nay đó còn điện thì nó nó cũng tăng lên nhưng mà nó không bằng với lại tiền tiền gas còn qua đến tháng 2 để mình coi coi tháng giêng mình nấu bánh trưng quá trời thì nó sẽ như thế nào ờ à, thưa quý vị những ai mà sống ở thành phố Garden Grove Ờ, đi trên cái con đường mà Brookhurst với Garden Grove ngay cái góc đó quý vị có để ý thấy nó có, có nguyên một cái khu đất trống rất là lớn oh, nhớ cái khu đó mà, được yeah. gọi là Triangle Square gì dạ, đó đúng đó, rồi đúng rồi uh, ngay cái khúc đó đó thì bây giờ cái công ty gọi là Kamsan Kamsan của một người gốc là Nam Hàn á oh. họ mua họ tiếp tục họ mua cái khu đó để mà xây lên những cái khu apartment cũng như là họ gọi là cái dự án đó là Brookhurst Place thì cái khu đất này họ mua 5.5 mẫu anh, 5.5 acre đó mà phải trả với giá là 18 triệu đô la. Oh. Tức là họ tính ra một acre ở chỗ này á là khoảng là uh, 5 triệu rưỡi, uh, khoảng uh, ok uh, sorry khoảng 3 triệu rưỡi, khoảng 3. 3.3 triệu đô la cho một một uh, acre như vậy thì họ dự định là trên cái khu này sẽ xây cho đến một cái chung cư mà có 460 cái căn hộ ở đó. Ngọc Lan và Nguyễn Trường sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại và tiếp tục với bản tin để mình thấy rằng là cái khu vực gần mình á nó đang có một cái nơi đang rất phát triển như thế nào. Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480-714-756-1070 Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1800 990 8319 princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District đừng để buổi sáng trôi qua mà thiếu một ly ice coffee thơm ngon. Bất cứ cỡ nào cũng chỉ 99 xu tại McDonald's phải ghé trước 11 giờ sáng tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 3 của chương trình Cà phê sáng của Leader Sài Gòn TV. À, thưa quý vị trước phần quảng cáo Ngọc Lan đang nói đến à, cái khu vực mà ngay góc đường Brookhurst với lại Garden Roof ở thành phố Garden Roof đó, Người ta đang à, vừa mới mua xong một thêm một cái khu đất nữa với cái giá là 18 triệu đô la để chuẩn bị xây thêm một cái khu chung cư apartment tiếp theo Thì à, nếu mà quý vị có đi trên cái khúc đường này đó thì quý vị sẽ thấy rằng là có một cái chung cư cũng vừa mới xây xong thì cái chung cư đó cũng cũng của cái công ty này. À, của à. công ty này tham là của người người gốc đại Hàn đó. À, thì họ xây từ năm 2018 và đến bây giờ đó nó gần như hoàn thành rồi và họ nói ở trong đó nó có 180 cái 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 căn hộ ở trong đó và giá thuê á hiện bây giờ quý vị biết rằng là họ cho biết cái giá thuê ở đó là từ một phòng đó là 2000 372 đô một, một tháng phòng. là một phòng còn ba phòng á là ba ngàn hai ba sáu trăm hai mươi đô mà bây giờ gần như là người ta đã đã thuê gần hết rồi thì bây giờ họ mua thêm cái mảnh đất gần ở đó ở cái địa chỉ mà quý vị thấy cái khu mà đã xây rồi á nó là một hai tám một Brookhurst bây giờ cái khu đất mới mua này là một 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 năm Brookhurst luôn thì họ xây cái khu này nó sẽ lớn hơn. Nó tới 460 cái căn hộ. Ở trên cái khu đó là 5.5 acre. Thì họ dự trù là với 400, thật ra là 462 căn. Thì trong đó sẽ có là 120 căn là họ giống như là họ bán. Họ giống như căn nhà, họ bán với giá vừa phải. Xong rồi thêm 58 căn là để chung cư để cho thuê. Rồi xong rồi ở bên đó họ sẽ xây thêm Ờ, nhà, ờ, xây thêm các cái cửa hàng cũng như một cái khách sạn, một khách sạn ở đây sẽ có 100 phòng. Thì đó là những cái bước phát triển tiếp theo của cái khu vực này và nói đây á cái cái dự án này là cái dự án lớn nhất của vùng Orange County luôn chứ không phải là chỉ của riêng thành phố Garden Road. Thì quý vị biết là đây cái khu vực này nếu như cái khu vực mà Phước Lộc Thọ, người ta gọi đó là khu vực của người Việt Nam, Lido Sài Gòn của người Việt Nam đông thì cái khu vực mà Ngọc Lan vừa đề cập đến á thì đây là cái người ta gọi đây là cái khu phố của người đại hàng là đây là cái nơi đó như vậy thành ra là quý vị nào mà có cái những cái cái nhu cầu mà muốn sống ở gần <laughs> cái khu vực này quý vị có thể ngay từ bây giờ là bắt đầu để để ý để mà mình có thể đặt chỗ thuê rồi chứ như kia 2018 bây giờ xây xong 180 căn mà thuê và với cái giá khủng khiếp. 2018 mà tôi ừ. nhớ hình như là trong cái thời đại dịch là cái chỗ đó họ bắt đầu cho thuê đó, ừ. thì họ xây cũng khoảng 2-3 năm gì đó. Dạ, yeah. thì ừ. đó Ngọc Lan nói bây giờ họ mới cho mình biết cái giá thuê ở đó một phòng là 2.000 mấy, 2 3, gần 2 4. còn 3 phòng là 3 600 hơn 3 6 cái giá rất là cao. Còn cái chỗ ở trên đường Bonsa với lại đường Brookhurst nên con đường Brookhurst thì nó có nhiều chỗ quá. Yeah. Bonsa và Brookhurst ở đây thì cũng có một cái tòa nhà đã được xây lên ngay góc đầy rồi. À, cũng hứa hẹn đây là những cái chung cư gọi là cao cấp sang trọng đó. À, tại vì à, một phần ở trên là chung cư à, còn ở dưới đó thì là những cái à, nơi mà mở cửa hàng buôn bán này kia. À, có những cái dự định đó là sẽ xây một cái khúc ở phía ngoài ngay gần ngã tư nữa là cái kiểu mô hình nó giống như là hình của chợ bến thành rồi buổi tối thì mình có thể xuống dưới đường để mình ăn uống trên cái cái đường của cái khu vực này nhưng mà tới, tới giờ phút này thì chưa thấy cái mô hình phía trước à, bắt đầu được xây dựng nhưng mà cái căn chung cư thì đã xây dựng xong rồi À, cách đây cũng hai ba tháng gì đó tôi cũng chưa thấy là có ai dọn vào hay là chưa thấy có đăng bản lên là đã mở một cái, cái khu buôn bán gì ở đây cả à, cái khu mà Ngọc Lan vừa mới nói đó là cái khu Triangle nó nằm ngay cái ngã tư tại vì cái đường nó có ba đường một đường là Brookhurst một đường là Garden Grove và cái đường ngay phía sau này nữa là đường Brookhurst Way đó thì ngay cái góc đó nó thành một cái tam giác và cái đó để để không vậy đó cũng lâu lắm rồi trước đây thì ngay cái khu vực này là có hai ba tiệm furniture bán hàng trang trí nội thất nhưng sau đó thì dẹp đi trả lại đất cho thành phố à, cho nên à, quý vị nào mà đi trên con đường đó thì thấy có một cái khung bằng sắt mà để cả mười mấy hai chục năm để không họ dựng cái 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 cái, cái khung sắt đó lên rồi nhưng mà không biết là xây cái gì cho tới bây giờ ngày hôm nay đó thì cái khu đó cũng xây xong rồi nữa, nằm cùng lại cùng cùng một phía bên đường với lại tiệm ốc và lẩu này kia đó. Thì đó là cũng là một cái một cái gọi là chung cư nhưng mà tôi không biết là dành cho người cao niên hay như, như là như vậy. À, thì cũng đã xây xong rồi, như vậy là cái dự án mà xây chung cư ngay cái góc đó đó rất nhiều luôn quý vị. Quá trời luôn. Ngay trên đường Brookhurst mà à. chưa chi là thấy là, là cái con đường đó nhiều nhiều những cái căn mà apartment lớn nó um, mình sống cái khu này thành ra giá cái nhà cửa ở đây nó lên dễ sợ luôn như à. vậy. đó <laughs> rồi ngày hôm nay thì có một cái bản tin từ đầu năm tới giờ tới toàn là tin chết chóc là không không à? Thấy ghê quá ngày hôm nay lại thêm một tin chết chóc nữa, ba người chết và nhiều người bị thương khi một tài xế say rượu lái ừ. xe đâm thẳng vào một chiếc xe van mà trên đó một mục sư đang chở những uh, uh, tín đồ uh, ngoan đạo uh, đi nhà thờ ra vừa mới đi nhà thờ ra xong cái thì bị một cái người này lái xe tông vào và cái người này bị cảnh sát nói cho biết rằng là đang say rượu chuyện xảy ra ở thành phố Placentia vào đêm thứ tư hôm qua người chết thì gồm có ba người trong đó có một em bé gái mới có 10 tuổi thôi chuyện xảy ra vào lúc 8 giờ 45 phút tối ở ngã tư đường Orenthorpe và đường Melrose thuộc thành phố Placentia rất là gần đây quý vị nè chiếc xe đụng vào là chiếc xe Honda và chiếc xe mà chở những người vừa đi nhà thờ ra đó là chiếc xe van thì khi mà đụng như vậy đó một khi mà khi mà cảnh sát tới nơi thì hai người đã chết tại chỗ em bé thì trên đường vận chuyển tới nhà thương thì em bé qua đời à, cảnh sát cho biết là khi đến nơi thì một vài người ở trong chiếc xe van này đó đã bị văng ra ngoài mà tôi không biết là tại sao văng ra ngoài có thể là cái cửa sổ nó bị bể rồi người ta mới bị văng ra ngoài. Ừ. Còn người tài xế uh, lái chiếc xe Honda nhỏ đó thì bị bắt ngay tại chỗ và đang bị uh, điều trị ở tại nhà thương và có thể là sẽ bị truy tố về những tội sát nhân, xây rượu, lái xe vân vân. Và những ngày sau đó thì uh, đây quý vị thấy nhìn cái hình uh, mình thấy đây là chiếc xe Honda nè. Đó, chiếc xe Honda là đã, đang đậu ở đây. Đó, rồi cái chiếc xe van mà chở những người mà đi uh, nhà thờ ra đó và một mục sư lái đó thì đang đậu thì xe kia bựt đèn đỏ, tông ngay vào. Rất là thương tâm. đó Cho nên à, quý vị thấy là mặc dù là chúng ta đang ăn chơi những ngày Tết nhưng mà từ đầu năm tới giờ toàn là những cái tin giết người rồi à, chết này kia không? Những cái tai nạn xe cổ đó đôi khi đó, mình không có nói trước được. Ừm. À, bước ra đường thì ai cũng nhận ờ à, lái xe cẩn thận, lái xe cẩn thận, nhưng mà mình lái xe cẩn thận nhưng mà người khác không cẩn thận, thành ra là là cũng là mang họa. Cho nên uh, bây giờ nhiều người nói rằng là ôm mỗi ngày sáng thức dậy bước ra đường nhớ cầu nguyện trước lại <laughs> bị và và vì cái cuộc sống nó quá vô thường như thế, không ai có thể tưởng tượng được mình đi tham dự một cái buổi tiệc cao đao để chào đón giao thừa nhưng mà đi luôn rồi không về hay là ở trong một cái đi lễ nhà thờ cũng vậy, hay là trong cái lúc đi làm tự nhiên không về cho nên là có được cái giây phút nào nên trân trọng cái giây phút đó à, sống đừng có giận hờn, đừng có um, mang nhiều những cái nỗi u uất quá thì nó đến lúc mình muốn mình muốn làm một cái điều gì đó rất tốt hơn thì nó đã muộn rồi à, xin mời quý vị cùng trở lại với Nguyễn Trường và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 -7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Đừng để buổi sáng trôi qua mà thiếu một ly ice coffee thơm ngon. Bất cứ cỡ nào cũng chỉ 99 xu tại McDonald's. Phải cái trước 11 giờ sáng tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình Cà phê sáng của Lý Đồ Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, trong thời gian qua, các chương trình cà phê sáng thì chúng tôi đã nói nhiều về cái tình trạng mà có nhiều người quen biết ở trên mạng rồi dẫn đến cái chuyện mà lường gạt. À, nhưng mà làm như khi mà người ta đã va à, xa vào trong cái cạm bẫy đó rồi á thì họ không biết đường nào mà họ thoát ra hết. À, ngày hôm qua thì bên tòa án liên bang ở Florida đã cho biết là họ bắt giữ một người phụ nữ, à, cô này 36 tuổi, cái bà này, bà này 36 tuổi. À, về cái tội đó là bà đã lường gạt giả bộ à, quen hẹn hò với một người đàn ông 87 tuổi mà ông này được xem là nạn nhân còn sống sót từ cái thời mà à, diệt chủng của phát xít Đức. Oh. À, họ gọi là nạn nhân còn sống sót của Holocaust. Ông năm nay 87 tuổi rồi. À, bà lường gạt của ông này 2.8 triệu đô la wow. trong suốt hơn 4 năm kéo dài từ năm 2017 Um, thì uh, nói theo như là cái cái hồ sơ mà người ta đưa ra về cái chuyện người ta điều tra từ hồi cách đây 2 năm, điều tra xong với đầy đủ chứng cứ, họ bắt đầu mấy ngày hôm ừ. hôm qua ngày hôm thứ tư thì họ mới bắt. Um, thì nói là từ tháng 5 của năm 2017 đó thì uh, bà này uh, tên là Beatrice Sturgel, Bà này làm quen qua một cái trang mạng làm quen và quen được với một ông thì ông đó là nạn nhân đó thì người ta không có nêu không có nêu tên ở đây, chỉ biết là năm nay thì ông 87 tuổi rồi. À, thì khi mà quen biết như vậy xong đó thì cái cô này mới đề nghị với ông đó rằng là à, cho cổ giống như là vay một số tiền để mà cổ trả tiền luật sư bởi vì có một cái vụ tai nạn xảy ra thì cô này nhờ luật sư kiện thì cuối cùng là thay vì cô được bồi thường nhưng mà không biết do như thế nào cho nên luật sư nói là cô phải trả tiền cho ông ta trước thì ông ta mới mới giống như release cái tiền mà bồi thường ông ta mới lấy cái tiền bồi thường đó được thì mượn cái ông cái người cái ông già 87 tuổi kia thì cô cứ mượn như vậy xong rồi cái trong thời gian đó cô mượn cái kiểu đó rồi có cô nói là ờ còn phải đưa thêm nữa chừng nào cái số tiền đó trả được thì cô mới trả lại trượt cho ông già à... và cứ như vậy nói là trong 4 năm thì người đàn ông kia đã ký cho cô tổng cộng là 62 cái tấm check, lấy toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời của ông cũng như là bán luôn cái căn nhà mà ông đang có thì đến số tiền lên đến là 2.8 triệu. Nói là trong khi á bên tòa án nói rằng là trong khi ông kia ổng là giống như nạn nhân, người ta dùng cái tử nạn nhân còn sống sót của cái thời mà diệt chủng của phát xít Đức, đó là những người mà họ cần phải có một cái đời sống giống như để để được đền bù một cách xứng đáng thì cô này đã vắt kiệt hết toàn bộ tài sản, nhà cửa của ông đó để ông trở nên là trắng tay trong khi cô dùng cái số tiền đó đó, cô bắt đầu mua nhà, mua thêm nhà, rồi mua xe hơi, những chiếc xe hơi xịn, rồi những cái trang sức đắt tiền, đủ thứ hết thì bây giờ với những cái điều mà cô đã làm đó thì cô phải đối diện với lại một cái bản án là khoảng 20 năm tù wow. Tối đa là 20 năm tù Nhưng mà chưa biết rằng là cuối cùng Thì người ta sẽ tuyên bố như thế nào Nhưng mà đây là một cái bản án mà người ta sẽ dự trù trước như vậy Và cũng từ ở đây Thì người ta mới lại một lần nữa cảnh báo Tất cả mọi người rằng là Những cái chuyện mà hẹn hò với những ai đó Thì khi mà nhắc đến cái chuyện mà tiền bạc mượn tiền vì lý do này vì lý do khác xong rồi cứ phải kêu người cái người kia cứ phải ký ký tiền hay là cho mượn tiền ở ờ, cho mượn thêm thì mới lấy được cái khối tiền này ra mới trả lại thì nên thật là cẩn thận trong những cái trường hợp như vậy. Trong khi đó thì thưa quý vị gọi Ngọc Lan là Ngọc Lan có con ở nhà đó thì Ngọc Lan có biết được thí dụ như là con của mình lên mạng xã hội Facebook nè, TikTok nè, Snapchat nè, Instagram nè. Ngọc Lan có biết được cái password tức là cái cái mật khẩu để đi vào trong những cái app của con mình hay không? Không. Không. Đó là câu trả lời mà hầu hết tất cả các phụ huynh khi được hỏi là có biết cái password à, hay là cái mật khẩu mật mã gì đó vào trong những cái ứng dụng mạng xã hội của con mình ở trong nhà hay không, đặc biệt là trẻ em dưới 18 tuổi nha. M trên 18 thì không có nói. À dưới 18 tuổi, 14, 13, 15 hầu hết cha mẹ đều không biết. À, con mình nó có cái điện thoại nó có cái tablet nó có cái máy tính bảng hay là máy computer để nó học rồi nó vô trong những cái app những cái ứng dụng trên mạng xã hội như là tiktok facebook uh, instagram rồi nhiều nữa à, rồi nó làm cái gì cha mẹ không, không biết nữa thì cái câu chuyện này xảy ra đó là cái người con này mới có mười mấy tuổi thôi trong một gia đình và đã vào cái mạng snapchat để mà mua những cái loại thuốc ghiền oh. Tại vì ở trên mạng đó thì họ làm quen với người này, làm quen với người kia, làm quen với người nọ. Thì có những người cũng lên mạng xã hội, họ cũng nói rằng là à, họ là cái gì đó ABC. Rồi khi mà một người nào đó nói, trời ơi tôi cần có một vài thiên viên thuốc uh, ừ. gì đó. Thì người này mới nói là, ô oh, tôi có nè, tên là chia sẻ với người kia hoặc là bán cho người kia nữa. Ừ. Thì cái anh chàng 14 tuổi này, con của một gia đình người Mỹ nha. À, vào năm 2020 bị một cái Bị thương gì đó Thì cần phải uống thuốc giảm đau Khi bác sĩ cho cái loại thuốc giảm đau đó Thì cái thuốc đó nó có cái chất gây ghiền Thì khi mà hết thuốc rồi Đó hết bệnh rồi Cái anh chàng này vẫn ghiền cái thuốc đó Và anh chàng này đi lên trên mạng xã hội Snapchat Để mà tìm hiểu Coi trên này có ai có cái thuốc đó hay không Mình có thể mua lại Thì vô tình gặp được đúng ngay cái người mà Bán cái thuốc đó rồi qua mạng xã hội thì gửi qua gửi lại gửi tiền qua gửi tiền lại gửi thuốc qua gửi thuốc lại thì anh chàng này xài được một thời gian sau đó thì cái người kia biến mất không bán nữa anh này không có kiếm được, được mua cái thuốc này ở đâu nữa thì ghiền quá mà qua đời ngày hôm nay cha mẹ mới nói rằng là phải kiện công ty snapchat vì những cái nội dung ở trên đó họ đã không kiểm soát Tại sao không kiểm soát được khi mà một người nào đó lên nói rằng là tôi cần cái viên thuốc phiện đó hay là viên thuốc ma túy đó hay cái gì đó. Hay là có những cái từ ngữ mà để cho người ta nghi ngờ ngay. Đó là một cái loại thuốc ghiền, gây ghiền mà lại có độc hại nữa rồi lại được bán tự do. Cái thuốc này thường thường là phải do bác sĩ ký mới có. Nhưng mà tại sao người kia lại có rồi lại bán cho con của mình là con của mình gây ghiền là bị chết thì hiện nay đó fbi cũng như là các cơ quan thực thi uh, pháp luật đó đang điều tra công ty snapchat là tại sao lại để cái chuyện này xảy ra không phải chỉ có một lần hai lần mà cũng có vài lần như vậy rồi cũng có nhiều người dùng mạng xã hội lên đó để mà đi kiếm mua giống như là quý vị lên facebook trời ơi bây giờ cần vài viên trụ sinh có ai gửi cho tôi không thí dụ vậy đi ừ. trụ sinh là cần phải có giấy bác sĩ đó nhưng cũng có nhiều người ê tôi có nè hai động viên ba động viên thí dụ vậy cái kiểu đó đó thì nên nên bị theo dõi và nên bị à, à, kiểm soát coi những cái chữ đó những cái chữ mà nó bất hợp pháp như vậy nó có hiện ra trên này để mà ngăn chặn lại hay không à, thưa quý vị à, hồi nãy có một khán giả nói rằng là cho à, xin cái cái bộ test mà uh, covid free đó thì à, quý vị vào ở trong website đó là covid.ozov hoặc quý vị chỉ cần gõ lên là COVID test free thì nó sẽ ra cái website này cho quý vị. Rồi quý vị vào đó để quý vị order cái này là của chính phủ gửi thẳng đến nhà. ha COVID.gov Rồi test thì đó nó sẽ ra như thế này. cảm ơn Nguyễn Trường đã đến với chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Um, sau Cà phê sáng sẽ là thời sự thế giới và chúng tôi xin kính chào quý vị.